Đây là lần đầu tiên anh Jinung Park, du khách người Hàn Quốc đến Việt Nam. Thông qua một ứng dụng du lịch, anh đã tìm được một người bạn Việt đồng hành trong chuyến thăm Hà Nội của mình. Sự gặp gỡ này đã biến chuyến đi thành một điều vô cùng tuyệt vời mà anh chưa bao giờ tưởng tượng đến. Anh có thêm những người bạn mới và được biết đến Việt Nam ở khía cạnh khác qua những người bạn trẻ Việt, cảm nhận được cách sống, suy nghĩ của con người nơi đây. Không những thế, anh còn cảm nhận được bản sắc văn hóa của một quốc gia. Hi, my name is Jinung Park. I'm actually visiting. Đây là lần đầu tiên tôi tới Hà Nội. Tôi muốn được khám phá nhiều địa điểm tại thành phố này. Thông qua dịch vụ TuBus, tôi đã gặp bạn hướng dẫn người địa phương. Tôi chỉ vừa mới gặp cô ấy và chúng tôi có khoảng 4 giờ khám phá Hà Nội. Cô ấy trở thành một người bạn đồng hành thú vị. Cô ấy dẫn tôi đi nhiều địa điểm du lịch ở Hà Nội như một người dân địa phương. Tôi hy vọng có thể đến nhiều nơi tại Việt Nam. Tôi rất thú vị với chuyến đi và mong sẽ làm quen với nhiều hướng dẫn viên từ TuBus. Du lịch không phải là chuyến nghỉ dưỡng tại các khách sạn, mà còn là cơ hội để khám phá sự độc đáo của các nền văn hóa. Du khách có thể tìm hiểu về văn hóa và lịch sử thông qua việc tham gia các lễ hội ở địa phương, cũng như các hoạt động dã ngoại hay trò chuyện với những người dân bản địa, tìm hiểu rõ hơn về vùng đất họ đến thăm. Ý tưởng về TuBus ra đời từ đó. Những người sáng lập mong muốn xây dựng một nền tảng du lịch, kết nối khách hàng và hướng dẫn viên bản địa, giúp cá nhân hóa theo nhu cầu, đem đến những trải nghiệm đậm chất địa phương cho du khách. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới ngày càng xích lại gần nhau hơn nhờ sự phát triển của công nghệ và du lịch cũng vậy. Giờ đây du khách chỉ cần lên trang web, kích hoạt ứng dụng, chọn điểm đến và đặt hàng thì sẽ có ngay một hướng dẫn viên bản địa để đồng hành cùng họ trong những chuyến đi và tạo nên những điều đáng nhớ. Ngày hôm nay thì chương trình muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch trong thời kỳ 4.0 và ngồi bên cạnh tôi đó chính là chị Hà Minh. Xin chào chị. Vâng, chị Hà Minh thân mến, không biết là ứng dụng TuBus thì sẽ có điểm gì khác biệt so với những ứng dụng khác đối với trong lĩnh vực du lịch ạ? TuBus thì hướng tới cái trải nghiệm riêng cho mỗi khách du lịch khi đến một nơi mới. Thì khác với việc mà khách họ đi tour, họ có thể là phải đi những cái lịch trình cố định và đi cùng nhóm với những người lạ, có thể phải đến những cái chỗ mà họ không thực sự phù hợp. Hoặc là với khách đi du lịch tự túc, họ sẽ tìm thông tin trên mạng và có thể là họ sẽ bị tràn ngập rất là nhiều thông tin và họ sẽ không biết là nên lựa chọn nơi thế nào. Thì TuBus sẽ cung cấp không chỉ là một trang web, không chỉ là một ứng dụng mà còn mang đến cho mỗi khách du lịch một người bạn bản địa để họ có thể đưa ra những cái lựa chọn tốt nhất cho khách du lịch. Có không ít những công cụ tìm kiếm để giúp cho du khách có thể tìm được những thông tin và kinh nghiệm khi đến một địa điểm du lịch nào đó. Vậy thì tại sao chị cùng những cộng sự của mình lại quyết định chọn Việt Nam là thị trường phát triển ứng dụng này ạ? Lý do đầu tiên đó là trong nhóm sáng lập thì là có chủ yếu các thành viên là người Việt Nam. Thứ hai là thị trường du lịch Việt Nam hiện đang rất là rộng mở. Khách du lịch nước ngoài họ đánh giá rất là cao về Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên thì không phải là ai cũng có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời khi đến du lịch Việt Nam, do họ có những cái khác biệt về văn hóa cũng như là ngôn ngữ khiến cho nó bị giảm đi cái sự gọi là hứng thú, là cảm giác thỏa mãn về cái chuyến đi đến Việt Nam. Thế nên là nhóm sáng lập đã quyết định để tập trung tại thị trường Việt Nam đầu tiên. Vậy thì bằng cách nào mà chúng ta có thể lựa chọn những hướng dẫn viên bản địa có thể vừa nói được ngoại ngữ này, lại còn có thể đem đến những trải nghiệm thực sự giống như những người dân ở địa phương dành cho du khách ạ? TuBus thì không chỉ là ứng dụng để kết nối về đối với khách du lịch với những người bản địa, mà ngoài ra thì còn những cái thành viên của TuBus có thể là bất kỳ ai, khách hàng cũng có thể là bất kỳ ai, họ có thể tìm đến TuBus để tìm một người phiên dịch, hoặc là có thể tìm đến một người có thể giúp họ đi khảo sát thị trường hoặc nghiên cứu thị trường tại Việt Nam chẳng hạn. Thì những cái bạn mà có thể giúp đỡ, trở thành người bạn bản địa giúp đỡ họ trong những cái công việc đấy, họ có thể là những người chuyên môn về marketing, chuyên môn về khảo sát thị trường, mà cũng có thể là họ phải du lịch ra, họ hiểu biết về lịch sử. Thì trong mỗi cái hồ sơ của các cái bạn bản địa đó thì sẽ có những cái thông tin về cái chuyên môn của họ, hoặc là những cái những lĩnh vực mà họ am hiểu nhất. Thì
thì khách hàng có thể dựa vào thông tin của các bạn ở trên web và trên ứng dụng để mà lựa chọn cho mình những người phù hợp nhất. Theo những gì chị chia sẻ thì những hướng dẫn viên ở trong mọi ngành nghề và rất đa dạng trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên rằng họ đều là những người trẻ. Vậy thì tiêu chí nào để có thể trở thành một người bạn đồng hành cùng với Tubas ạ? Thật ra Tubas không chỉ hướng đến các bạn bản địa là người trẻ mà Tubas mở rộng để hướng tới tất cả các độ tuổi, các ngành nghề khác nhau. Chỉ cần họ có mong muốn tham gia, trở thành một người để giúp đỡ những cái người du lịch từ nước ngoài hoặc là những cái người từ nơi khác đến tìm kiếm người bạn bản địa và có những cái trải nghiệm tốt nhất. Thì hiện tại Tubas các bạn có thể đăng ký ở trên website với những cái đường dẫn, với những cái thông tin có thể bằng tiếng Việt. Các bạn ở Việt Nam có thể đăng ký bằng tiếng Việt và rất là dễ hiểu. Chỉ cần cung cấp đủ thông tin là Tubas có thể đưa lên website và sử dụng những cái thông tin của các bạn để khách du lịch hoặc là những cái khách họ cần tìm những người bạn bản địa đó thì họ có thể tìm kiếm được. Trong ứng dụng này thì chúng ta đã sử dụng những thuật toán như thế nào để cho du khách và hướng dẫn viên có thể kết nối được với nhau ạ? Người khách họ có thể lên ứng dụng và họ có thể dựa vào địa điểm, dựa vào thời gian để lọc ra những cái bạn bản địa phù hợp và họ có thể đọc thông tin của các bạn đó là về chuyên ngành hoặc là về ngôn ngữ của các bạn ấy và họ có thể, nếu mà họ mong muốn các bạn ấy là người bản địa đồng hành với mình thì họ có thể đặt booking và nếu bạn ấy có thể tham gia được cái chuyến đi đó thì sau đó thì Tubas sẽ kết nối khách với cả các bạn bản địa đó trên ứng dụng và họ có thể trao đổi với nhau trước chuyến đi về thời gian này, về địa điểm và về chi tiết của chuyến đi thế nào. Đây là một ứng dụng kết nối giữa du khách và hướng dẫn viên bản địa, nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể giữ được an toàn dành cho du khách cũng như dành cho hướng dẫn viên ạ? Thật ra là cái này cũng là concern của khá là nhiều người, tuy nhiên Tubas có thể nghĩ rằng với các bạn bản địa, các bạn là người thực sự ở đây đúng không, là các bạn sẽ được phép thảo luận với khách trước mỗi chuyến đi về mỗi địa điểm hay thời gian đi và các bạn là người am hiểu cái nơi đã các bạn sinh sống nhất thì các bạn có thể đưa khách đến những cái vị trí mà để các bạn có thể tự bảo vệ được bản thân mình. Ngoài ra thì Tubas cũng có cái bản guideline hướng dẫn để các bạn, giúp các bạn có thể như là phòng tránh những cái rắc rối mà những cái hiểm nguy hoặc là giúp các bạn có thể là bảo vệ cho cả khách hàng của mình nữa. Thì Tubas đang tìm kiếm những cái kỹ thuật công nghệ để áp dụng vào trong ứng dụng để cho thuận tiện hơn. Thì hiện tại Tubas sử dụng phương pháp là check ID của khách hàng lẫn các bạn bản địa đó. Vậy thì trong thời gian tới thì chị cùng những cộng sự của mình sẽ phát triển ứng dụng này như thế nào nữa? Thực ra Việt Nam không phải là thị trường duy nhất của Tubas, chắc chắn rồi. Thì hiện tại Tubas đang mong muốn chiếm đến 1% thị phần du lịch tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì Tubas đang hướng đến thị trường của Nga và Hàn Quốc. Xin cảm ơn chị Hà Minh về cuộc trò chuyện vừa rồi. Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành với ứng dụng Tubas trong những phần tiếp theo của chương trình. Thông thường để chuẩn bị cho một chuyến đi, một người thường dành ra từ 18 đến 20 tiếng để tìm hiểu, đọc tất cả những lời nhận xét về địa điểm đó. Tuy nhiên, những nhận xét đó đều đến từ khách du lịch, nên sự trải nghiệm không nhiều. Mỗi khách du lịch thường có một mối quan tâm khác nhau khi đến một vùng đất mới. Để tăng thêm tính cá nhân hóa trong trải nghiệm của khách du lịch, Tubas sẽ kết nối họ với một hướng dẫn viên có sự am hiểu về lĩnh vực mà khách du lịch muốn tìm hiểu tại địa phương đó. So với những cái phần mềm mà trước đây em đã xem có chú ý qua khi ở bên kia thì em thấy là phần mềm này khá là hay và đa dạng, nhất là phù hợp với cái lối sống hiện tại, hiện đại bây giờ, vì là mọi người rất là bận và ngay cả trong cái kỳ nghỉ của mình, khi đến với Tubas thì cũng có nhiều khách hàng khác nhau và cái đấy là cái em rất là thích khi mà làm việc với Tubas, tại vì là mình sẽ có nhiều cái cơ hội để gặp nhiều người khác nhau ở các nước khác nhau nữa. Thì có những khách hàng họ lại ví dụ như là họ muốn đến đây để chỉ trải nghiệm về cocktail không thôi hẳn. Còn có những khách hàng khác thì họ tới đây họ lại muốn là tìm hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam. Thì với mỗi khách hàng, với mỗi một cái yêu cầu đa dạng khác nhau thì cái đấy nó cũng là một cái hay và em cũng cảm thấy là cái sự đòi hỏi khác từ khách hàng này cũng khiến mình có thể thay đổi cái công việc, cái dịch vụ của mình nó tốt hơn. Thì đây là một cái cầu nối rất là tốt cho những bạn trẻ ở Việt Nam đã sẵn có một cái kiến thức về lịch sử và về đất nước bản địa của họ.
có thể chia sẻ với những người tới đây, và hơn thế nữa là cũng có cơ hội để gặp gỡ những người mà từ những nước khác để đến, và mình học được những cái ý tưởng từ khi mà họ tới đây, thì nó là một cái cầu nối rất là tốt. Tên gọi TourBud là cách biến thể của TourBuddy, chuyến đi của những người bạn. Có thể nói đây là ý tưởng cho một hình thức du lịch mới hướng đến sự thân thiện, thoải mái. Thông qua ứng dụng, du khách sẽ có cơ hội khám phá Việt Nam theo sở thích của mình mà các hình thức du lịch truyền thống khó có thể mang đến. Hiện ứng dụng này đã có khoảng 300 người đăng ký ở nhiều nơi trên thế giới. Trong thời gian tới, TourBud sẽ mang đến nhiều nét mới hơn trong việc giới thiệu hình ảnh Việt Nam với các du khách quốc tế. Đồng hành cùng với TourBud trong thời gian qua thì ông đánh giá như thế nào về dự án này ạ? TourBud là một startup mới về du lịch. Các bạn đều rất trẻ, năng động và sáng tạo, đồng thời hiểu biết về công nghệ văn hóa. Đồng hành với TourBud được khoảng từ 5 đến 6 tháng. Tôi theo dõi và cũng từng sử dụng dịch vụ của các bạn từ 4 đến 5 lần, rất linh hoạt và khá hoàn hảo. Có lần tôi muốn tới Hạ Long, mất khoảng 4 giờ, mà tôi muốn chỉ có 2 giờ thôi. Với ứng dụng TourBud, tôi có thể đặt tour tham quan trong 2 giờ đồng hồ và một người bạn đồng hành hướng dẫn tôi một chuyến đi thú vị. Tôi có trải nghiệm tuyệt vời. Ông nhìn nhận như thế nào về những ứng dụng du lịch đang phát triển tại thị trường Việt Nam cũng như là trên thế giới ạ? Bạn biết đó, du khách rất quan tâm tới chất lượng, giá cả dịch vụ của điểm đến. Mà du lịch Việt Nam hiện được đánh giá cao về giá cả, điểm đến an toàn, nhiều cảnh đẹp. Một thị trường tiềm năng, hơn 3,1 triệu du khách Hàn Quốc đã đến du lịch đất nước các bạn trong năm qua. Theo một nghiên cứu của Google, giá trị của thị trường du lịch trực tuyến tại khu vực Đông Nam Á sẽ lên đến 90 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Và Việt Nam phấn đấu đóng góp 10% vào con số trên. Nên những ứng dụng công nghệ kết nối khách du lịch với người bản địa như TourBud sẽ có nhiều dư địa để phát triển, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, khi mà nhu cầu du lịch theo hình thức này rất lớn. Vậy thì những lợi thế khác biệt đó thì đem lại những thách thức và cơ hội như thế nào dành cho các startup Việt trong lĩnh vực du lịch ạ? Lần đầu tiên biết tới TourBud, tôi đánh giá ngay đây là dự án khởi nghiệp tiềm năng. Hình thức du lịch này mang đến những trải nghiệm đậm chất địa phương cho du khách. Đó là lợi thế. Về khó khăn, du lịch của các bạn đang phát triển nhanh. Không nhiều công ty có thể theo kịp tốc độ phát triển thị trường. Hiện cũng có nhiều ứng dụng du lịch khác nhau. TourBud là công ty khởi nghiệp du lịch. Các bạn có hướng đi mới. Vậy các bạn có nhiều cơ hội phát triển. Và đó là thách thức. Thì ông nghĩ rằng đâu là yếu tố cần và đủ để TourBud có thể phát triển? Như tôi đã nói, Việt Nam là đất nước tuyệt vời cho khách du lịch. Rất nhiều cơ hội kiếm tiền từ ngành du lịch. TourBud là người chơi mới trong lĩnh vực này. Các bạn cần cố gắng chăm chỉ hơn để có nhiều khách hàng hơn. Các bạn có yếu tố mới lạ, chất lượng tốt, thu hút khách. Tuy nhiên, ngay bây giờ, các bạn không nên mở rộng thị trường mà tập trung vào chất lượng, tích lũy kinh nghiệm, tạo thương hiệu và tương lai sẽ có thể có những khách hàng lớn. TourBud, chuyến đi của những người bạn, đây là một cái tên rất ấn tượng và hy vọng rằng với sự phát triển của ứng dụng này thì một ngày nào đó chính quý vị sẽ trở thành một người hướng dẫn viên bản địa để hướng dẫn du khách khi đặt chân đến đất nước Việt Nam sẽ có thêm nhiều ấn tượng và lưu luyến hơn đến với mảnh đất này. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo cùng với Đầu tư cùng Startup.